Rồi em xin chào quý anh chị nha. Đó thì hôm qua nè có quán non 43 nè anh chị. Hôm qua em lấy cho số cho ta một tờ, em lấy một tờ trúng anh chị 43 quán non ngày hôm qua 31 tháng 10 nha anh chị. Đó thì nó cũng trúng dây nhỏ chứ không lớn, nhưng mà cũng vui. Hôm qua là bón được có 4 tờ thôi, còn 16 tờ đem trả nha anh chị. Rồi số Khánh Hòa ngày 1 tháng 11 nè 2023, nội số 20 272 20, số ra cũng đẹp nha anh chị. 53 67. Rồi cái đây là Đà Nẵng, để em quay sau. 411 04 40 69, tóm 7 22, 94, tóm 5, tóm 40, tóm 5, 340, tóm 5 nha, xin lỗi, 340, tóm 5, 48, 76, 39, 239, 39. Rồi số hôm nay em thấy cũng rất là đẹp nha anh chị. Nó có điều có sổ ra không thôi chứ mình thấy số này rất là ân ý. Đó thì trước đó một ngày thì em mua mẫu thứ mẫu tờ, em mua 15 tờ đó mà chặt hết. Hôm qua mua 2 tờ nhưng mà là trúng một số 43. Đây Đà Nẵng anh chị, không tóm này. 25 nè. 43 tiếp nè. Đó. Rồi cái đây Đà Nẵng 60 tờ nha anh chị. Còn này 5 tờ, 5 tờ. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em nha. Chúc anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài. Ông bà ngon nghỉ phù hộ cho quý vị trúng dạ lớn. À, tại số nhà cũng bón được vài chục tờ. Trời mưa tầm tỏa miền Trung. Rồi anh chị nào có nhu cầu mua số thì điện thoại cho em, số Zalo các bạn cũng như số điện thoại 0968 634 712. Đó anh chị muốn không có thời gian lấy số thì điện cho em giữ số, anh chị lấy trước 5:20. Rồi anh chị trúng số thì được đem tiền tới tận nhà, yên tâm nha quý vị, và tới ngân hàng nha. Rồi thì video đến đây em cũng xin tạm dừng. Chúc cho anh chị cô bác mình chiều nay được may mắn. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ với số của em và ủng hộ kênh YouTube của em. Chúc cho anh chị gia đình hạnh phúc, hạnh giỏi. Chào và hẹn gặp lại quý vị.